chào tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sáng hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật giá mít Thái cho bà con mình tham khảo. Do giá mít biến động, lên xuống liên tục nên bà con nhớ theo dõi, cập nhật tình hình giá thường xuyên để bán cho đúng giá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi sáng hôm nay, giá được cập nhật lúc 8 giờ sáng. Theo thông tin nhận được từ anh em thương lái Bà Vựa, thì giá mít Thái sáng hôm nay tiếp tục bình ổn, giá ổn định, không dao động gì so với hôm qua. Bà con lưu ý, giá kênh cập nhật là giá anh em thương lái cắt tại vườn cho bà con tham khảo. Nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái và tuyến đường vận chuyển xa hay gần so với vựa mít mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2.000 đồng mỗi kg so với bảng giá nghe bà con. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang. Mít kem nhất 34.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 28.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 22.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 18.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Mít kem nhất 33.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 27.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 22.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 17.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An. Mít kem nhất 33.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 27.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 22.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 17.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang. Mít kem nhất 35.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 29.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 23.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 19.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Mít kem nhất 26.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 22.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 12.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên. Mít kem nhất 24.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 20.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 10.000 đồng trên kg. Giá mít Thái ruột đỏ sơ vàng Indo. Mít nhất 57.000 đồng trên kg. Mít nhì 47.000 đồng trên kg. Mít bi 30.000 đồng trên kg.